Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị phản biện dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai năm 2013. Sau khi luật đất đai có hiệu lực thi hành, công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có những chuyển biến tích cực. Việc phân cấp quản lý nhà nước về đất đai theo hướng phân cấp nhiều hơn cho các địa phương đã được cụ thể hóa về thẩm quyền theo quy định của luật. Tuy nhiên, từ thực tiễn sau gần 10 năm thi hành luật, cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh nhận thấy một số khó khăn vướng mắc bất cập trong hệ thống pháp luật đất đai và giữa pháp luật về đất đai với các luật khác. Tại hội nghị, hầu hết các ý kiến của tổ chức cá nhân trong hệ thống hội nông dân tỉnh đều thống nhất với nội dung dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 14 chương 206 điều và khẳng định đất đai phải thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu. Đồng thời, các ý kiến cũng đã tập trung đi sâu vào phản biện, phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa phù hợp trong thực thi các chính sách về đất đai theo quy định hiện hành. Các đại biểu cũng đề xuất một số kiến nghị liên quan đến công tác quy hoạch, sử dụng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, về hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, thu tiền sử dụng, xác định giá đất, thẩm quyền giải quyết tranh chấp về đất đai. Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, khó khăn trong quá trình thực hiện luật đất đai tại địa phương, Hội Nông dân tỉnh tiếp thu tổng hợp đề trình cấp có thẩm quyền xem xét, góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai.